Trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì toan gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dâu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dâu yêu.
những lời của cha năm xưa. Con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu. Bam 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 b
tạng đa ra ma ya ba đa ông đề tam na ba lo lo ma đề ca na đề di e ni ma bồ đề ông đa ông ba ông ba ba ra ma ra ma e ba e vi ra dừng cô lo ông lo ông đông đo lo ông lo ông đa ông đa ma Thank you.
bây giờ tao bỏ ra nè, để chờ thì nó lại con chị cái vô lại nha con. Rồi bỏ cái giường ra ngoài á. Giờ có người nào để mang cái giường ra ngoài trước hả? Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tháp đại chứng minh. Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tam đại chứng minh. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm. Nam nữ tự tôn hôn tế nội ngoại đại tiểu chúng đăng hiền trú số nhà 71/2/26 đường Nguyễn Đặc, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thành tâm làm lễ từ ngày 23 tháng 3 năm nhâm dần hưởng thọ. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
học vì được bằng linh chỉ thân công kính đạo trang thân tình tăng bảo trang nghiêm phật thừa nhiều phàm hoàng thiện tham thiện cha mẹ chúng con chân ông nam mô a di đà phật 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 a di đà phật
phen con vấp ngã, vội vàng đỡ nâng con, nụ hôn cha thương mến nhẹ dỗ nên con thơ. Tình thương cha vô bên vượt núi thái ngất cao, tình yêu cha dành cho con đại dương kia con là bao. Tình cha đưa nuôi thai hùng vĩ mãi nguy nga, tình cha luôn ấm áp đưa nắng sớm ban mai. Tình thương cha vô bên vượt núi thái ngất cao, tình yêu cha dành cho con đại dương kia con là bao. Cha yêu ơi mãi không quên, bao năm qua sống bên con, cha yêu thương đỡ nâng con từng giây phút. Con nay xin nhớ ơn cha, bao hy sinh sống cho con, trong tim con mãi tri ân cha suốt đời. Cha yêu ơi mãi không quên, bao năm qua sống bên con, cha yêu thương đỡ nâng con từng giây phút. Con nay xin nhớ ơn cha, bao hy sinh sống cho con, trong tim con mãi tri ân cha suốt đời. Oh.
Yeah.
cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết giang cao, cha là núi đứng làn và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống hạt dư. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã quá xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Hãy
giờ mới hiểu tình cha. Chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đồng hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn khi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con cờ vũ Thái Sơn bao tầng, lai lang vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi. Còn sống xa quê nhà, vẫn một lòng thương nhớ mẹ cha. Như tuổi thơ con được cha ôm ấp, dìu bước con trên mọi nẻo đường. Bao ước mơ cha sống cho riêng con, quên nhọc nhằn nuôi thăm rừng xa. Ôi tình cha vững vàng như núi thay, tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Cha hỡi cha con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con nắng chiều thắm sầu. Để hồn con nắng chiều thắm sầu. Cha ơi cha sao cha bỏ con, con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, xin một lần đền đáp tình cha. Thank you.
nhớ chàng đã mấy xuân thu hạ, cánh nghèo nàn say dứt lòng cha, mong đàn con trâu bầy mau vun lên được ấm êm trong cảnh thái bình. Theo tháng năm con lớn khôn nên người, vẫn một lòng mong đáp tình cha, bồi tình cha vững vàng như núi thay, tình nghĩa cha con nào đáng đền. Tình nghĩa cha con nào đáng đền. Cha hỡi cha con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu, con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con nặng chiêu thấp sầu. Để hồn con nặng chiêu thấp sầu. Cha ơi cha sao cha bỏ con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, xin một lần đền đáp tình cha. Cha ơi cha sao cha bỏ con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, xin một lần được đền đáp. Thank you.
1949 từ trần ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Dần hưởng thọ 74 tuổi. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Mang ơn từ phụ sanh thành nuôi dưỡng,
Hiếu tử xin thay vì hướng linh độ đức hoàn pháp nhân quảng trường chế thân đàn lệ thập phương thượng trụ tam bảo tam bái.
Trong những ngày qua, đã có nhiều đoàn cơ quan, đơn vị, bạn bè, thân bằng, quyến thuộc đã đến viếng đồng chí lần cuối.
với lòng chân thành và mến tiếc một đồng chí thân yêu. Đến dự lễ truy điệu hôm nay, có mặt các đồng chí trong ban lễ tang, các đồng chí đại diện cơ quan ban ngành, các đồng chí đảng viên trong chi bộ và khu phố nơi đồng chí đang sinh hoạt và cư ngụ. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban tổ chức lễ tang lên đọc điếu văn. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại diện các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể các cấp. Kính thưa gia đình tang quyến cùng cô bác, bạn bè, thân hữu gần xa của đồng chí Đỗ Đức Ngoãn. Với niềm thương tiếc vô hạn, hôm nay ban tổ chức lễ tang phường 3 quận Tân Bình tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Đỗ Đức Ngoãn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 45 năm tuổi đảng, nguyên giám đốc công ty cổ phần Hồng Phúc, đã nghỉ hưu, là người chồng, người cha, người ông kính yêu trong gia đình, người đồng chí quý mến của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí Đỗ Đức Ngoãn đã vĩnh biệt chúng ta vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 73 tuổi, để lại cho gia quyến, đồng chí, đồng đội, bạn bè niềm tiếc thương vô hạn. Kính thưa các đồng chí cùng tang quyến, đồng chí Đỗ Đức Ngoãn sinh năm 1949 tại xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, sinh trưởng trên quê hương giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, xác định lý tưởng cho mình sống để phục vụ tổ quốc, quê hương, đất nước. Tháng 2 năm 1968, đồng chí tham gia quân đội tại sư đoàn 308, đóng tại tỉnh Thanh Hóa. Đến cuối năm 1969, được điều về tiểu đoàn 20 Bộ Tư lệnh Đặc công. Từ năm 1970 đến năm 1972, đồng chí tham gia chiến đấu tại chiến trường Trung Nam Lào, tiểu đoàn 20 sư đoàn 305. Từ năm 1972 đến năm 1975, đồng chí công tác tại đại đội 18 sư đoàn 25 trực thuộc quân khu 5. Từ năm 1975 đến năm 1980, sau khi tham gia mặt trận Campuchia, đồng chí bị thương lần thứ tư. Nhận thấy sức khỏe không thể phục vụ lâu dài trong quân đội, đồng chí đã xin chuyển ngành về Sở Thương nghiệp Đắk Lắk. Từ năm 1980 đến năm 1983, đồng chí là trưởng phòng nghiệp vụ công ty ăn uống phục vụ tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 1983 đến năm 1985, đồng chí là cửa hàng trưởng cửa hàng ăn uống số 1 thuộc công ty ăn uống tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 1985 đến năm 1994, đồng chí là phó ban quản lý hợp tác xã mua bán thị xã Buôn Ma Thuột, kiêm trưởng trạm kinh doanh tổng hợp thị xã. Từ năm 1994 đến năm 2005, đồng chí là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Phúc tỉnh Đắk Lắk, sau là công ty cổ phần Hồng Phúc tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2005, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ và chuyển sinh hoạt đảng về đảng bộ phường 3 quận Tân Bình. Kính thưa các đồng chí, gia đình tang quyến, bạn bè, cô bác, anh chị, với hơn 45 năm theo đảng, dù ở cương vị nào, đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ khi về hưu, đồng chí tiếp tục nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên. Đồng chí tích cực tham gia công tác tại địa phương. Trong sinh hoạt đời thường, đồng chí Đỗ Đức Ngoãn luôn gần gũi, sống chan hòa với mọi người, được bà con trong khu dân cư tin yêu và quý trọng. Đối với gia đình, đồng chí luôn là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, hết lòng thương yêu con cháu, là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Để ghi nhận những đóng góp của đồng chí, đảng và nhà nước đã tặng hưởng Huân chương Giải phóng hạng 2, 3, Huân chương Chiến công hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng 3, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3, huy hiệu 45 năm tuổi đảng và nhiều bằng khen giấy khen khác. Kính thưa các đồng chí Đỗ Đức Ngoãn đã vĩnh viễn ra đi, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn. Đảng ta mất đi một người cộng sản trung kiên, bạn bè đồng chí mất đi một người bạn, một người anh gần gũi chân tình, gia đình mất đi người cha,
người ông vô cùng yêu quý. Vẫn biết con người có lúc rồi cũng ra đi theo quy luật của tạo hóa. Nhưng việc ra đi của đồng chí hôm nay đối với gia đình, thân quyến, bạn bè, đồng chí thì mất mát này thật là lớn lao. Đau thương này đối với gia đình không gì bù đắp được. Thay mặt Đảng ủy phường 3 quận Tân Bình, ban tổ chức lễ tang, tôi xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Đỗ Đức Ngoãn lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa anh linh đồng chí Đỗ Đức Ngoãn, trong suốt cả cuộc đời mình, đồng chí đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hôm nay đồng chí đã ra đi về nơi cõi vĩnh hằng. Mong đồng chí hãy thanh thản giấc ngàn thu. Với lòng tiếc thương vô hạn, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu của đồng chí. Người đảng viên Cộng sản Trung Kiên, chúng tôi nguyện đoàn kết ra sức phấn đấu xây dựng Đảng bộ quận Tân Bình nói chung, Đảng bộ và chính quyền phường 3 nói riêng ngày càng vững mạnh. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể cô bác anh chị cùng thân bằng quyến thuộc của đồng chí Đỗ Đức Ngoãn, đã đến lúc vĩnh biệt đồng chí Đỗ Đức Ngoãn. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí, quý cô bác, anh chị có mặt trong buổi lễ truy điệu hôm nay, hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí Đỗ Đức Ngoãn thân yêu của chúng ta. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng giới thiệu ông Đỗ Đức Tài, đại diện gia đình đọc lời cảm tạ. Kính thưa đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp, kính thưa các ông, các bà, các cô bác, anh chị em, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa của cha chúng tôi. Cha chúng tôi là Đỗ Đức Ngoãn, sinh năm 1949, do trọng bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng cha của chúng tôi đã không qua khỏi và vĩnh biệt chúng tôi vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2022, ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 73 tuổi. Từ khi cha của chúng tôi lâm bệnh đến tận giây phút cuối cùng và trong cả buổi tang lễ hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ giúp đỡ của các cơ quan ban ngành đoàn thể, gia đình thân gia họ hàng, đồng nghiệp, bà con láng giềng, bạn bè thân hiểu gần xa. Chúng tôi không biết nói gì hơn là lòng cảm ơn chân thành của gia đình chúng tôi. Thưa cha, hôm nay chúng con về đây để tiễn đưa cha. Chúng con sẽ không bao giờ quên được công ơn tinh thần dưỡng dục và thương yêu chăm sóc các cháu của cha. Chúng con nguyện noi theo tấm gương của cha. Một lần nữa, thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình, thân gia, họ hàng, đồng nghiệp, bà con láng giềng, bạn bè thân hiểu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa, gọi điện chia buồn và tiễn đưa cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn Thượng tọa chủ trì và chư tăng chùa Hải Quang trong những ngày qua đã đến làm lễ cầu siêu và hôm nay đã đến cầu siêu tiễn đưa bố chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn ban lễ tang đã tình tình giúp đỡ gia đình chúng tôi để tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ xuất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, các đồng chí và bà con đã đến viếng và tiễn đưa đồng chí Đỗ Đức Ngoãn về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia có điều chi sơ xuất, xin các đồng chí và bà con niệm tình tha thứ. Và lễ chi điệu đến đây là kết thúc. Và tiếp theo mời các đồng chí trong ban lễ tang đến thắp nén nhang cuối cùng cho đồng chí Đỗ Đức Ngoãn. Thank you.
nắng tắt thành phố đang sang mùa đông. Cha ngồi bên mái hiên, một manh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hao gầy và mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Nuôi đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa. Rồi bao tố rớt trên vai, đời dài bao gian khó, mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng vẫn đơn sơ mà thiết tha, cuộc đời đã biết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sờn bao vai áo, tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Chiều nắng tắt thành phố đang sang mùa đông. Cha ngồi bên mái hiên, một manh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hao gầy và mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Nuôi đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa. Rồi bao tố rớt trên vai, đời dài bao gian khó, mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng vẫn đơn sơ mà thiết tha, cuộc đời đã biết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sờn bao vai áo, tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa. Rồi bao tố rớt trên vai, đời dài bao gian khó, mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng vẫn đơn sơ mà thiết tha, cuộc đời đã biết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sờn bao vai áo, tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao.
dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì. Nhận
bảo tôi đừng trách gì nhau khi cuộc đời chỉ là những phong ba, là cát bụi phù du. Ôi tôi xin người đừng thù oán chi nhau. Này những tranh giành ganh đua, những lòng lừa bon chen, những tình đời điêu ngoa, những sự đời xa hoa, lời ích gì đâu ngoài với tầm tay cuộc sống đổi thay. Ôi người ơi, trần gian giàu sang đầy bạc tiền có nghĩa gì đâu khi xuôi tay cũng về với đất lạnh. Dòng vòng tay đón bao lời chiều mến, người ơi đừng quên cho lòng mình đừng thấy hận căm, bỏ những hờn ghen. Ôi tôi mong đời là những thương yêu, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta. Lấy muôn bảo tố, đừng trách gì nhau khi buồn. Ban tổ chức tôi xin trọng kính mời quý vị chúng ta tập trung khép kín vào trong nhà tang lễ để ban tổ chức chuẩn bị cử hành lễ táng. Trước khi tiến hành tổ chức lễ táng cho ông Nguyễn Đức Ngoãn, thay mặt cho ban tổ chức tang lễ ban Bảo Trang nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, cho tôi được gửi đến gia đình tang quyến lời chia buồn thành kính và sâu sắc nhất. Kính thưa các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan ban ngành đoàn thể thuộc phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa các đồng chí đại diện cho các cơ quan ban ngành đoàn thể, bà con khu phố, bạn bè thân bằng với thuộc gần xa, gia quyến ông Đỗ Đức Ngoãn. Sau đây xin phép quý vị quan khách và gia đình tang quyến, tôi xin phép được cử hành lễ an táng. Lễ an táng ông Đỗ Đức Ngoãn, sinh năm 1949, quê quán huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông Đỗ Đức Ngoãn nguyên là giám đốc công ty cổ phần Hồng Phúc thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình tham gia công tác, ông đã được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhì hạng 3, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3, nhiều huân huy chương bằng khen và giấy khen. Ông cũng được Đảng tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Thời gian qua, mặc dù đã được sự chăm sóc của đại gia đình, sự tận tâm cứu chữa của các thầy thuốc, sự thăm hỏi động viên của mọi người, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông Đỗ Đức Ngoãn đã biết biệt chúng ta và thanh thản ra đi vào hồi 9:30 ngày 23 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 74 tuổi. Ông Đỗ Đức Ngoãn mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình tang quyến, với bạn bè thân bằng với thuộc gần xa. Được sự quan tâm của quý vị quan khách, đại diện cho các cơ quan ban ngành đoàn thể, bảo ông khu phố, bạn bè thân hữu đã đến thăm viếng chia buồn, động viên an ủi gia đình tang quyến trong những ngày tổ chức tang lễ vừa qua. Và hôm nay đã bất chấp thời giờ quý báu, không quản đường xa xa xôi, đã đến và tiễn đưa ông Đỗ Đức Ngoãn về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Trong giờ phút đau thương chia ly vĩnh biệt này, thay mặt cho ban tổ chức tang lễ, tôi xin kính đề nghị các
các đồng chí, quý vị quan khách cùng toàn thể gia đình tam quyến đứng bên linh cữu của ông Đỗ Đức Ngoãn, chúng ta dành riêng một phút để kính cẩn vĩnh biệt ông và tổ chức chân của ông ra đi được thanh thản về cõi hẳn, để được đoàn tụ với người thân yêu đã khuất. Vĩnh biệt ông Đỗ Đức Ngoãn, nguyên giám đốc công ty cổ phần Hồng Phúc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Vĩnh biệt người đảng viên ưu tú huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Về lễ an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, trong khi tổ chức lễ an táng, lễ đưa tiễn nếu gia đình tam quyến và ban tổ chức tang lễ chúng tôi có điều chi sơ suất, rất mong các đồng chí cùng toàn thể quý vị quan khách nữ tứ. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể quý vị, vậy còn một ít phút nữa chúng ta phải vĩnh biệt ông Đỗ Đức Ngoãn mãi mãi, và cũng chỉ còn một ít phút nữa linh cữu của người cán bộ đảng viên ưu tú huy hiệu 45 năm tuổi đảng sẽ được di quan về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy tôi xin kính mời quý vị quan khách và gia đình tam quyến chúng ta vào dâng nén nhang thay cho lời tiễn biệt. Xin chào kính mời. Sống với những khốn khó gian truân từng ngày, trên vai người nặng gánh mưu sinh lòng đong suốt cả cuộc đời. Có những ngày mưa rơi hay khi trời nắng cháy, người vẫn đi, cha đi để đổi lấy đắng đón chát chua cho ước mơ tôi. Cha đi dù bao tố gian nan cho tôi mãi luôn bình yên. Chắc chiều đời hy sinh cho con trọn kiếp sống, rồi người đi mãi. Ngày cha xa ngày cha ra đi, lệ mưa giăng kín khắp muôn nẻo đời. Cha đã ra đi thật rồi, mong cha về nơi chân trời để đàn con thơ dại mồ côi. Niềm thương nỗi nhớ gửi theo bay gió bay nơi phương trời, lời cha thân thương còn như vẫn mãi bên con từng giờ. Lòng chi mong sao một điều, sống cho thân xứng ơn người, để người luôn nghĩ người tình yêu. Thank you.
đổi lấy đắng đo chát chua cho ước mơ tôi. Cha đi dù bao tố gian nan cho tôi mãi luôn bình yên. Chắc chiêu đời hy sinh cho con trọn kiếp sống rồi người đi mãi. Ngày cha ra đi trời xanh bông hoa nên cơn mây mù. Ngày cha ra đi lên mưa giăng kín khắp muôn nẻo đời. Cha đã ra đi thật rồi, mong cha về nơi chân trời để đàn con thơ dại mồ côi. Niềm thương nỗi nhớ gửi theo mây gió bay nơi phương trời. Lời cha thân thương còn như vẫn mãi bên con từng giờ. Lòng chỉ mong sao một điều, sống cho thật xứng ơn người để người luôn nghĩ ngợi tình yêu. Lòng chỉ mong sao một điều, sống cho thật xứng ơn người để người luôn nghĩ ngợi bình yên. Yeah.
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ